địa như thế này. Nó vượt qua tầm của những server per revive, thậm chí là của cả Vinagame nữa. Vâng. Vậy là tiếng còi của trận đấu đã được vang lên rồi. Rất nhanh thì Ma Giáo đã vòng từ hướng khu vực 6 giờ để tấn công vào Thiên Đế. Vâng, Thiên Đế đã quay chuyển đội hình của mình để vòng lên hướng 12 giờ này, nhưng đang chặn đầu họ bằng biển gọi. Vâng, Ma Giáo đang theo kèm rất sát ở phía đằng sau. Trận chiến ở phường tường đang được đổ ra với sự góp mặt của ba đại bang hội lớn, đó là Thiên Đế, Biển Gọi và Ma Giáo. Vâng, trong trận đấu này thì Biển Gọi và Ma Giáo đang thi đấu trong trang phục chữ tím, còn em bang Thiên Đế đang thi đấu trong phục chữ vàng. Vâng, liệu rằng Thiên Đế có thể khoan thùng được hàng phòng ngự đến từ Biển Gọi và Ma Giáo hay không? Biển Gọi đã vòng về hướng khu vực 3 giờ để làm trụ, nhưng Thiên Đế vẫn chưa bỏ cuộc. Ma Giáo vẫn đang theo kèm rất sát đằng sau để cho đồng minh của mình Biển Gọi có thể dễ dàng đàm trụ. Một cuộc rượt đuổi đang được nổ ra ở chính thành phượng tường này. Vâng, thành bại sẽ tại phượng tường. Nếu chiếm được phượng tường sẽ là 4 điểm ở trong sự kiện tất thành đại chiến tuyệt đỉnh xung quân của chúng ta. Vâng, các em rất là nhiều. Vâng, mưa bom báo đạn được nhổ xuống phượng tường này. Rất may thì Việt Nam cũng đã trang bị nền bê tông cốt thép để cho thành phượng tường của chúng ta có thể chịu được những áp lực siêu kinh điển như thế này. Và cả những vòng ngoài nữa, nơi điểm giáp danh giữa phượng tường và thành đô là cuộc giao tranh với anh em bang Tam Quốc và sự bóc lót đến từ em bang huynh đệ. Vâng, thì Tam Quốc đang chặn đứng những mũi yểm trợ đến từ em bang huynh đệ để cho Biển Gọi, Biển Gọi và Ma Giáo có thể dễ dàng phòng thủ bên trong như thế này. Vâng, đã bắt đầu thấp thoáng bóng dáng em bang Thích đang có mặt tại phía cục long trụ của phượng tường này. Phía bên trong thì đã khá yên ổn rồi, nhưng cuộc chiến ở phía bên ngoài này vẫn đang được diễn ra với một tốc độ điên cuồng. Vâng, cảm ơn tất cả của chúng tôi đã live stream. Anh em hãy bình luận và thả cho mình những con số may mắn, bởi vì ngay sau live stream này ban quản trị sẽ quay thưởng dành cho anh em. Anh em may mắn sẽ nhận về những phần quà vô cùng giá trị lên tới cả triệu đồng. Vâng, trận chiến của chúng ta đang diễn ra hiện tại ở trên màn hình đang là điểm giáp danh giữa phượng tường và thành đô, nơi em bang Tam Quốc đang đổ bê tông không cho anh em bằng Thiên Đế và Huynh Đệ có thể tiến sâu vào. Và ở phía bên trong, Biển Gọi và Ma Giáo đang thành công trước cuộc tấn công đến từ Thiên Đế và Huynh Đệ. Trong khi đó ở phía bên kia long trụ của thành đô, Ngạo đã có thể chiếm giữ được nó rồi. Và hôm nay các bang hội có những tính toán nhất định để có thể giành chiến thắng cho riêng mình. Vâng, anh em bang Thích, anh em bang Thích cũng đã có mặt rồi. Họ đang tập trung phòng thủ khu vực 6 giờ đây. Trong khi đó thì cuộc chiến ở vòng ngoài vẫn chưa dừng lại. Một hàng phòng thủ nhiều lớp và chắc chắn đã được anh em bang Tam Quốc tạo nên dưới chỉ huy của anh Lâm Ba Tàu. Vâng, nhà có 3 cái tàu hỏa và 3 cái tàu thủy. Anh em bang Thích, anh em Tam Quốc sẽ là một trong những thế lực sẽ chinh chiến đại server qua bên đỉnh của chúng ta trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì họ đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở phía khu vực 6 giờ của thành phượng tường này. Không chỉ ở phía khu vực bên 6 giờ mà tại 12 giờ này, Biển Gọi cũng đang khóa chặt cánh cổng để không cho anh em bằng huynh đệ và anh em bằng Thiên Đế có thể đi vào được. Biển Gọi vòng ngoài và anh em bằng Ma Giáo ở vòng trong. Trong khi đó thì anh em bằng Ngáo sau khi đã chiếm giữ được thành đô rồi thì họ đang di chuyển sang 12 giờ và đã có một cuộc giao tranh của Ngáo và Lương Sơn. Vâng, không phải Lương Sơn mà là Sơn Lươn. Vâng, Sơn Lươn là một trong những bang hội hàng đầu bên xứ Hào Kiệt. Hôm nay họ đang cũng có mặt rồi và đang giao tranh cùng với Ngáo, một trong những thế lực sừng sò tại server của Mộ Đài. Vâng, cuộc chiến vẫn không chỉ dành cho các bang hội, còn là bộ mặt của hai server chúng ta. Các bang hội sẽ đấu hết mình. Hôm nay thì trùng cuối của server Dịch Hào Kiệt, anh Sơn Kê cũng đã đích thân chỉ huy những người anh em của mình tham gia vào trận chiến này. Cuộc chiến một mất một còn. Và chúng ta cùng quay trở về với phượng tường, nơi đang có 4 đại bảo tham gia. Vâng, Bạch Long cũng đã tham chiến tại phượng tường rồi. Mục tiêu của Dịch Hào Kiệt hôm nay sẽ phải là công phá được long trụ của thành phượng tường này. Họ không thể để bất tử dưới tay của Biển Gọi và những đồng minh thân cận được. Khương đang đưa quân tiến vào từ 12 giờ và cả huynh đệ đang bọc lót ở phía sau nữa. Vâng, tất cả hôm nay thành bại sẽ tại phượng tường này. Nếu không thể cưa đổ được thành phượng tường này lúc nào thì Dịch Hào Kiệt của giống như đồng minh của mình sẽ không thể nào ngoan ngủ yên được. Vâng, tất cả các màn hình của chúng ta bây giờ đang tràn ngập khói lửa rồi. Cả vòng ngoài nữa vẫn là cuộc chiến của Tam Quốc
để chặt hậu những toán quân tiến vào từ phía đằng ngoài. Và cuộc chiến ở bên trong, Khứ Huynh Đệ và Thiên Đế đã có thể áp sát thứ 12 giờ rồi. Vâng, một cuộc loạn chiến đang được diễn ra tại đất của Phượng Tường này. Liệu rằng Biển Gọi và những người em thân cận của mình có thể phòng thủ được hay không? Vâng, ba màu sắc đang phủ kín khu vực của Phượng Tường rồi. Một trận công thành chiến có thể nói là siêu kinh điển vào thời điểm hiện tại, khi có tới 13 đại bang hội tham gia. Và cuộc chiến tại Phượng Tường lúc này cũng đang có tới 7 bang hội. Vâng, niềm tự tôn của mỗi bang hội đang được đẩy lên với một tốc độ cao nhất, mức độ thăng hoa nhất có thể này. Họ sẽ chiến đấu để lưu danh vào sử sách trong một cuộc chiến mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ được xảy ra. Trận công thành với 13 bang hội lừng lẫy. Vâng, ma giáo đã quay trở lại để phụ giúp cùng với Biển Gọi rồi. Nhưng liên minh của Huynh Đệ và Thiên Đế phụ cưng vẫn còn quá nhiều. Họ vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ từ hướng của cả bốn cổng. Mình sẽ di chuyển liên tục để anh em có thể bắt được tất cả khung hình tại cuộc chiến này. Vâng, ma giáo đang cố gắng phòng thủ ở khu vực 9 giờ này. Vâng, liên tiếp là những pha tấn công vào từ 12 giờ của Thiên Đế và Huynh Đệ. Hôm nay không biết Thính sẽ ngả về phía băng nào khi họ đang giao tranh cùng với Thiên Đế ở phía 3 giờ này. Và ở phía khu vòng ngoài, lực lượng của Tam Quốc vẫn đang giao tranh cùng với những đại quân nhỏ lẻ đến từ anh em bang Huynh Đệ. Vâng, loạn chiến rồi anh em ạ, không biết ai vào với ai nữa. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đang ngồi theo dõi xem live stream Việt Nam. Một trận chiến có thể nói là đi vào trong tiềm thức của anh em. 13 đại bang hội đang giao tranh và thành Phượng Tường của chúng ta bây giờ lòng trụ vẫn đang nằm dưới tầm kiểm soát của Biển Gọi, dưới sự bao bọc và che chở của những đồng minh thân cận của mình. Vâng, Thích đã đưa quân ra để phòng thủ từ xa, giao tranh cùng với anh em bằng Bạch Long và anh em bằng Thiên Đế. Long trời lở đất là những gì có thể miêu tả được cuộc chiến của Phượng Tường lúc này. Vâng, Thích đang đuổi cung tiếp cận những đối thủ của mình ở phía khu 12 giờ này. Họ đang vòng từ 3 giờ đến 2 giờ rồi. Và nơi đây thì họ đang gặp với đồng minh thân cận của mình là Biển Gọi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Vâng, Biển Gọi đã tập trung quân số của mình để bao vây được Long Trụ rồi. Bây giờ thì họ sẽ cần với Nga Mi búp thật nhiều lượng máu lên. Long Trụ đang hệ thủy, nó sẽ dễ thở hơn so với hệ thổ vào lúc này. Trong khi đó thì ở phía bên kia chiến tuyến, Lương Sơn đã tấn công vào Long Trụ thành đô của anh em bằng Huynh Đệ rồi. Vâng, quá mải mê với cuộc chiến ở Phượng Tường thì bây giờ Huynh Đệ đang bị Sơn Lươn đang tấn công vào. Nơi đây thì Ngáo đang có mặt để giữ gìn Long Trụ cùng với anh em bằng Huynh Đệ. Ngáo cũng chỉ một trong những đồng minh vô cùng thân cận của Huynh Đệ và Kim Long. Hôm nay chúng ta vẫn chưa tới Kim Long đâu. Long Trụ của anh em bằng Huynh Đệ bây giờ chỉ còn 1/4 lượng máu nữa mà thôi. Nếu không thể đẩy lùi được Sơn Lươn và Lương Sơn thì chắc chắn Ngáo sẽ không thể nào bảo toàn được Long Trụ giúp cho đồng minh của mình được. Trận đấu đã diễn ra được 7 phút rồi và 7 phút là khói lửa ngập trời. Vâng, cảm ơn tất cả hơn 1.100 anh em đồng hồ theo dõi live stream Việt Nam. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúng ta cũng thấy được rằng rất lâu rồi trong lịch sử của võ lâm truyền kỳ chúng ta mới có một trận công thành chiến đông vui như thế này. Trận công thành chiến được tạo ra bởi 13 đại bang hội hàng đầu liên server. Hôm nay họ đang có mặt tại server test của Quang Minh Đỉnh. Server sẽ được open vào ngày 14 tháng 5 tới đây, với tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên tới gần 60 triệu đồng. Vâng, bang hội đứng đầu tiên sẽ được 20 triệu, bang hội đứng thứ hai sẽ được 15 triệu, thứ ba sẽ được 10 triệu, thứ tư sẽ ở 5 triệu. Và tất cả những bang hội tham gia thi đấu thì đều được nhận về món quà 1 triệu đồng chân đến từ Zip Việt Nam, dù không nằm trong top 4. Vâng, cuộc chiến ở Thành Đô đã ngã ngũ rồi, khi Sơn Lươn và Lương Sơn đã phối hợp nhịp nhàng để tiễn đưa những thành viên của Ngáo vào nơi ăn nghỉ cuối cùng. Không có quá nhiều đất diễn dành cho Ngáo ở chiến trường của Thành Đô, khi họ đang phải đối đầu với 120 vạn đại quân đến từ Lương Sơn và cả Sơn Lươn nữa. Trong khi đó thì quay trở về với chiến trường của Phượng Tường, sự thành công đến từ hàng phòng thủ của em bằng Tam Quốc dưới sự chỉ huy của anh Lâm Ba Tàu. Vâng, họ vẫn đang chốt chặn những đường tiến vào của anh em thế lực thù địch. Vâng, anh em bằng Tam Quốc không chỉ chặn công ở phía đó mà họ còn đang giao chiến cùng với Phục Hưng tại phía khu vực gần với 6 giờ này. Nhưng trong trận giao đấu này, Phục Hưng đang dần dần đẩy lùi anh em bằng Tam Quốc, phải quay trở lại điểm thân anh phù rồi. Nhưng vẫn còn rất khó, bởi vì nếu có thể khoan thùng được hàng phụ của Tam Quốc như này thì ở phía bên trong Phục Hưng sẽ phải đối đầu cùng với Biển Gọi và cả ma giáo nữa. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người live stream Việt Nam. Anh em có thể thả những cái tim, những cái like để ủng hộ cho trận công thành chiến siêu kinh điển ngày hôm nay. Vâng, vậy là live stream của chúng ta đã lên hơn 2.300 người theo dõi rồi. Không chỉ phá vỡ kỷ lục ở trong số lượng bang hội tham gia trận công thành mà cả khán giả trực tiếp cũng đang là phá kỷ lục rồi, 2.400 người theo dõi live stream. Các anh em rất là nhiều. Vâng, anh em có thể nhanh tay bình chọn những con số may mắn của mình
để ngay sau khi live stream này kết thúc thì ban quản trị Zip Việt Nam sẽ tiến hành bốc thăm để cho anh em có thể dành về những phần quà vô cùng giá trị. Vâng, lực lượng của anh em bằng Lương Sơn và Sơn Lương vẫn đang tạo thành một khối đoàn kết, một khối tình vượng vững trái tại chiến trường của thành đô này, sau khi đã có thể bẻ gãy được của anh em bằng huynh đệ và tiêu diệt những thành viên cuồng áo. Trong khi đó thì cuộc chiến của Phúc Hưng và Tam Quốc vẫn đang được diễn ra ở phía khu vực giáp danh giữa Phượng Tường và thành đô này. Vâng, một trận công thành chiến có thể nói là hài lòng đến những khán giả khó tính nhất và các anh em rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy được rằng đã rất lâu rồi, 17 năm rồi, thì đến bây giờ Zip Việt Nam một lần nữa tái hiện cho anh em thấy được một cuộc chiến tàn khốc như thế này. 13 bang hội đang tham gia thi đấu trong trận công thành chiến ngày hôm nay. Họ không chiến đấu đơn thuần chỉ vì những giải thưởng, họ đang chiến đấu vì niềm tự tin của bang hội, niềm tự tôn của bang hội. Vâng, họ đang thi đấu với bản sắc riêng của mình. Ở phía khu bên trong này, anh em bang thích họ đang phòng thủ ở phía khu vực ngã tư 12 giờ. Vâng, họ đang chặn đường tiến vào từ hướng biển kinh của thế lực thù địch. Trong khi đó thì cuộc giao tranh của Tam Quốc đã được đẩy lùi đến em bằng Phục Hưng sau khi sự xuất hiện của em bằng huynh đệ, à, anh em bằng Lương Sơn, đồng minh Lương Sơn của họ đã có mặt nhưng do quá đông thì bây giờ là những cái cuốc vào chân nhau. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn tất cả em đang ngồi theo dõi live stream của Vĩnh Việt Nam. Vâng, còn chần chừ gì nữa, anh em không thả những cái tin, những cái like ủng hộ cho trận siêu kinh điển này, trận chiến có thể nói là đi vào lịch sử. Đây rồi, Kim Long đang có mặt tại đất của Phượng Tường. Kim Long đang tiến vào từ phía khu vực 3 giờ. Vâng, Kim Long đang bước vào trong thành rồi. Lực lượng của Kim Long, một trong những đội quân tinh nhuệ nhất trong liên minh của họ, đã có mặt tại phía khu vực ngã tư 3 giờ. Vâng, bây giờ họ đang tiến dần vào rồi và chắc chắn sẽ có giao tranh xảy ra. Những cuộc chạm trán đầu tiên giữa Biển Gọi và Kim Long đang được đổ ra ở phía khu vực ngay sát hẻm 3 giờ của chiến trường Phượng Tường. Vâng, trên mình quý vị thì màu vàng đang là sự xuất hiện của Kim Long, trong khi đó thì màu tím là của Biển Gọi. Liệu rằng Kim Long có thể đẩy lùi được Biển Gọi ở chỗ này hay không, bởi vì bên trong vẫn còn ma giáo nữa. Vâng, vậy là Kim Long đã có thể xé nát được hàng phòng thủ của Biển Gọi rồi, nhưng vẫn còn viên trong. Khi anh em bằng thích đã quay trở lại, nhận thấy dấu hiệu suy yếu của Biển Gọi thì anh em bằng thích đã quay trở lại hỗ trợ. Vậy với lực lượng vô cùng tinh nhuệ của mình thì thích đã có thể đẩy lùi Kim Long rồi, khu vực 3 giờ rồi. Vâng, Kim Long có lẽ nên đợi chờ những đồng minh của mình tiến vào. Một mình Kim Long quá đơn độc trong trận chiến của thành Phượng Thường này. Biển Gọi vẫn đang ăn ngon ngủ yên dưới sự bao bọc của những đồng minh của mình. Trong khi đó thì cuộc chiến ở phía khu vực giáp danh giữa Phượng Tường và thành đô, anh em bằng Tam Quốc bẻ gãy đi liên tiếp những mối tấn công của các thế lực khác. Họ đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng thủ ở phía khu vực bên ngoài. Vâng, liên minh của họ sẽ để cho Biển Gọi có thể bất tử được Phượng Tường này, thành trì bất tử đầu tiên. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn tất cả các bạn ngồi theo dõi live stream của Dịch Việt Nam. Vâng, Kim Long luôn luôn lựa chọn khu vực 3 giờ này là địa điểm tấn công. Vâng, nâu đêm, có cả nâu đêm xuất hiện anh ạ. Bây giờ chúng ta đã thấy nâu đêm rồi, một trong những đội quân đánh cống hiến nhất trong trận công thành chiến tối ngày hôm qua, đã có mặt tại phía khu vực 12 giờ này rồi. Vâng, nâu đêm đang để một bầu tím. Vâng, quay trở về với 3 giờ của Phượng Tường. Vậy thì bây giờ thì all lock bet to home rồi, mọi con đường bây giờ thì đều đổ về Phượng Tường. Khi suốt tầm khoảng 10 phút thi đấu lại đây, thành Phượng Tường không có lấy được một phút giây yên nghỉ nào, khi liên tiếp là những cuộc tấn công đến từ Kim Long, huynh đệ Thiên Đế, Ngáo và cả Phục Cưng nữa. Bây giờ cuộc chiến đang được diễn ra với cuộc giao tranh của nhà bằng Kim Long và Biển Gọi ở phía khu vực đầu hẻm 3 giờ này. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đang ngồi theo dõi live stream của Dịch Việt Nam. Một trận đấu có thể nói là mãn nhãn, một trận đấu với 13 bang hội đang giam tha thi đấu. Họ đang đấu ở trong server test Quang Minh Đỉnh của Dịch Việt Nam. Server sẽ được open chính thức vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Vâng, quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ thì cụ Nguyễn Du có sống lại viết quan ngoài bút, kể cả cụ La Quán Trung, người đã sáng tác ra được Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng không thể lột tả hết được sự khốc liệt của trận chiến tại Phượng Tường ngày hôm nay. Vâng, Kim Long vẫn không bỏ cuộc, họ vẫn điên cuồng tấn công vào Biển Gọi ở phía khu vực 3 giờ này. Trong khi đó thì ở vòng ngoài Tam Quốc vẫn đang chịu sự quấy phá đến từ anh em bằng Phục Hưng và huynh đệ nữa, nhưng lực lượng của anh em bằng Tam Quốc vẫn còn quá đông. Đây rồi,
Thích đã quay trở lại từ hướng 12 giờ để hỗ trợ biển gọi. Xa Luân Chiến đang có mặt tại đất Phượng Tường. Vâng, Xa Luân Chiến. Vâng, con chị nó đi thì con gì nó đến. Khi thấy anh em bằng biển gọi bắt đầu có dấu hiệu suy yếu thì anh em bằng Thích đã có mặt quay trở lại kịp thời để giúp cho đồng minh của mình có thể dễ dàng phòng thủ hơn. Trận đấu đã diễn ra được 15 phút rồi. 15 phút rồi. Nhưng Thành Phượng Tường vẫn bất tử dưới đây của biển gọi. Vâng, server tiếp nối thành công của server cộng đại chúng ta sau gần 10 tháng thì ngày 14 tháng 5 ở đây chúng ta sẽ chính thức khai mở server Quang Minh Đỉnh, một server đồ xanh bản đường môn thân pháp. Vâng, chỉ có đồ xanh và tiến tới sau khi hoàn thành 8.000 nhiệm vụ giá tàu chúng ta mới xuất hiện những món hoàng kim môn phái đầu tiên mà thôi. Vâng, Dịch Việt Nam, một trong những server hiếm hoi nói không với búp bẩn, không có tuồn đồ và không cần chim mồi. Hàng tháng thì ban quản trị chi ra từ 30 tới 100 triệu đồng để tạo các event, các sự kiện cho các bang hội tham gia thi đấu. Ngoài ra thì chúng ta đang quy tụ được những bang hội lừng lẫy khi ở server 1 là sự diện của Kim Long, Huynh Đệ, Ma Giáo, Biển Gọi, Lương Sơn, cả Ngão nữa. Trong khi đó thì server qua mình sắp tới đây hiện tại cũng đang có 6 bang hội chuẩn bị tham gia rồi. Anh em sẽ sắp xếp thời gian cũng giống như kêu gọi các bang hội của mình để có thể chuẩn bị. Vâng, cảm ơn tất cả em vừa theo dõi livestream của Việt Nam. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, những cuộc giao tranh của Tam Quốc. Vâng, Tam Quốc đã từ bỏ điểm thân thành phù nơi giáp danh giữa Phượng Tường và Thành Đô để đẩy lùi những cuộc xâm lược từ phía vòng ngoài. Quá là hy sinh. Đó là những gì mà anh em Tam Quốc đang thể hiện ở trong trận công thành chiến ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại phía khu vực 12 giờ này, Thích vẫn đang phòng thủ khá là tốt khi họ nhận thấy dấu hiệu chuẩn bị tấn công đến em bằng Áo. Vâng, các thành viên của Áo bây giờ đã có mặt tại phía khu vực 12 giờ Phượng Tường rồi. Áo đang nhăm nhe tiến vào từ phía 12 giờ này. Lần trước thì anh em bằng Kim Long Huynh Đệ đã phải biến mất tại điểm từ chiến 12 giờ này, nhưng bây giờ thì Áo đã có mặt rồi. Áo sẽ chuẩn bị giao tranh cùng với bang hội Thích. Vâng, Thích đã ẩn mình về phía khu vực bên viên trong này. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đồng theo dõi livestream của Việt Nam. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất lâu rồi thì Việt Nam có thể đón chờ được 2.700 khán giả đang theo dõi. Bởi vì hôm nay những nguồn tin mình nhận được thì lượng vé của sân vận động Quang Minh Đỉnh đã được bán hết từ trước 5 giờ chiều. Hơn 90.000 vé đã được bán hết hoàn toàn. Và bây giờ khán giả chúng ta chỉ có thể theo dõi ở trên livestream mà thôi. Nhưng hy vọng rằng với sự hoạt động nhiệt tình đến từ các camera, Dịch Việt Nam sẽ đem đến cho anh em những phút giây có thể nói là mãn nhãn. Vâng, quá là kinh khủng em ạ. Khi anh em bằng Tam Quốc đang tập trung phòng thủ để chặn hướng tấn công từ Thành Đô thì anh em bằng Ma Giáo họ lại đang chặn ngay ở đầu cổng 6 giờ này. Quá khó để lên liên minh kia có thể tấn công vào được. Vâng, Áo vẫn chưa dám bước chân vào đất Phượng Tường này. Theo những gì mà anh em bên Dịch Việt Nam chúng ta công bố, hôm nay thì bất kỳ thế lực nào muốn nhăm nhe Phượng Tường thì sẽ bị chặt giò. Vâng, cảm ơn tất cả khán giả của dõi livestream của Việt Nam. Vâng, biển gọi dưới sự bao bọc của những đồng minh của mình, họ vẫn đang ăn ngủ yên sau tầm khoảng 28 phút đấu rồi. Vâng, 18 phút đấu rồi. Vâng, tầm khoảng 15 phút nữa nếu tiếp tục thành công thì long trụ này sẽ về tay của biển gọi khi họ đã có thể công phá nó ở trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Hôm nay thì đến chung cuối của Dịch Hào Kiệt, anh Sơn Kê cũng đã phải đích thân tham gia vào trận công thành chiến này cùng với những anh em của mình để lấy lại những gì đã mất của Dịch Hào Kiệt trong buổi tối ngày hôm qua. Vâng, vậy là Thích đã quyết định đưa quân ra tấn công em bằng Áo vào 12 giờ rồi. Trên mảnh quý vị thì màu vàng đang là em bằng Áo, còn màu xanh em bằng Thích. Một pha tấn công chủ động đến đội hình của Thích. Vâng, không gì có thể phòng thủ tốt hơn đó là việc tấn công. Vâng, trong khi đó là một diễn biến khác, Huynh Đệ và Áo vẫn đang muốn mở đường máu của mình ở phía vực 6 giờ này, nhưng những hàng phòng thủ như bê tông đã được anh em bằng Tam Quốc dựng lên. Quá khó cho Thiên Đế và Áo nếu muốn tấn công từ phía khu vực 6 giờ này, bởi vì nếu họ tấn công được vào từ 6 giờ thì sẽ tiếp tục đụng độ cùng với Ma Giáo ở phía vòng trong và quay lên trở về với 12 giờ của Phượng Tường. Bây giờ thì không chỉ có anh em bằng Huynh Đệ nữa, có cả Nâu Đêm rồi. Hiện tại thì đang là cuộc loạn chiến của Nâu Đêm và Huynh Đệ sau khi Áo đã thất thủ cho anh em bằng Thích.
và một cuộc loạn chiến đang được diễn ra ở phía khu vực 12 giờ này. Em thấy được rằng tất cả các mảnh đất của server Quang Minh Đỉnh của chúng ta trong sự kiện tuyệt đỉnh Super lần này, nơi đâu cũng xảy ra chiến tranh, vâng, chiến tranh khói lửa liên miên. Hiện tại thì No Name đã có mặt cực kỳ vào thời điểm then chốt này. Vâng, vậy là phía khu vực 6 giờ là anh em bang Tam Quốc và Ma Giáo phòng thủ, ở 12 giờ là anh em bang No Name và anh em bang Thích, trong khi đó biển gọi và đang tập trung ở phía khu vực trung tâm này. Bây giờ thì anh em bang Kim Long chỉ có thể đưa quân vào từ hướng 3 giờ của Biện Kinh mà thôi. Không có quá nhiều phương án tấn công cho bang hội của họ. Thì liên minh của biển gọi vẫn đang làm rất tốt. Vâng, ở phía vòng trong này em thấy được rằng gần như 600 vạn đại quân của biển gọi đã có mặt sẵn sàng để chuẩn bị cho các cuộc chiến rồi. Họ nhận thấy dấu hiệu tấn công đến từ Kim Long. Vâng, vậy là Kim Long như từ đất chui lên. Kim Long đang tấn công vào hướng khu vực 9 giờ. Vâng, cảm ơn 3.500 anh em đồng hồ theo dõi live stream nước Việt Nam đã rất lâu rồi. Chúng ta vừa thấy được rằng một trận chiến siêu kinh điển như thế này, khi có tới 13 bang hội tham gia thi đấu trong trận công thành chiến ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, anh em có thể giúp mình chia sẻ live stream này để cho những người anh em đam mê võ lâm truyền kỳ có thể thấy được trận chiến đi vào lịch sử. Một trận chiến có 13 bang hội đang tham gia vào trận công thành này. Những bang hội hàng đầu ở trong quái võ lâm truyền kỳ đó là Biển Gọi, Kim Long, Huỳnh Đệ, Lương Sơn, Ma Giáo, Thích, No Name, Tam Quốc, Phục Hưng, Bạch Long, Ngáo, Sơn Luân và cả Thiên Đế nữa. Khi che mặt quý vị đang cuộc giao tranh trực tiếp của anh em bang Kim Long và Biển Gọi phía khu vực trung tâm của Long Trụ Phường Tường. Kim Long và những người đồng minh của mình thì đang rất muốn có thể bẻ gãy được Long Trụ này trước khi nó kịp bất tử tay của Biển Gọi. Bởi vì Biển Gọi chỉ cần bất tử được Phường Tường thôi thì họ sẽ được lên ngôi vị vô địch trong sự kiện tuyệt đỉnh sứ quân ngày hôm nay. Họ sẽ vượt qua 12 đại bang hội khác. Vâng, sau khi em bang Ma Giáo tập kết từ phía đằng sau thì lực lượng của anh em bang Kim Long đã tan rã hoàn toàn rồi. Một pha bọc lót vô cùng là xuất sắc đến từ anh em bang Ma Giáo. Một sự xuất hợp kịp thời. Vâng, người ta nói rồi, đúng người và đúng thời điểm, đó là những gì mà anh em bang Ma Giáo đã thể hiện ở trong tơn đánh vừa rồi. Trong khi đó bây giờ Biển Gọi đang xoay phía đỉnh của mình về phía 3 giờ, bởi vì họ đã nhận thấy dấu hiệu tấn công từ Thiên Đế. Liên tiếp ở những cuộc tấn công vào Phượng Tường này. Hết 9 giờ thì bây giờ lại vòng sang 3 giờ. Vâng, Thiên Đế đang cố gắng khoan thủng hàng phòng ngự của anh em bằng Biển Gọi tại 3 giờ này. Nhưng rất khó anh em ạ. Dưới sự bảo bọc của những liên minh của mình thì bây giờ Kim Long và liên minh của họ sẽ phải tấn công từ 3 giờ vào 6 giờ vào thôi. Trong khi đó thì có một cuộc chiến đang được diễn ra ở phía khu vực ngay 12 giờ. Em có thể thấy được rằng hai màn hình của chúng ta đều là hai cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt. 3 giờ là Biển Gọi và Thiên Đế, trong khi đó 12 giờ là Huỳnh Đệ và anh em Băng Thích. Vâng, rất khó để cho các mắt camera của chúng ta có thể gửi cho anh em đến tất cả khu hình được. Mình sẽ nháy thật nhanh anh em xem những cuộc chiến. Vâng, ở phía khu vực 12 giờ, anh em Băng Thích đã đẩy lùi được Huỳnh Đệ rồi, nhưng cuộc chiến ở phía khu vực 3 giờ này vẫn chưa ngã ngũ. Khi thấy được rằng anh em bằng Thiên Đế đã tấn công dữ dội quay trở vào rồi. Vâng, cảm ơn tất cả hơn 3.500 anh em đang ngồi theo dõi live stream. Anh em còn tiếc gì mà không thả những cái tim, những cái like để ủng hộ cho trận chiến siêu kinh điển ngày hôm nay. Một trận chiến có thể nói là chưa từng có ở trong lịch sử của võ lâm truyền kỳ, và sau này chưa chắc đã còn có được nữa. Vâng, tiếp tục là một lần nữa Huỳnh Đệ tiến vào từ hướng 12 giờ, nhưng họ đang bị chặn đứng bởi hàng phòng thủ cực kỳ vững trái mà anh em bang Thích đã dựng lên. Vâng, trong khi đó thì anh em bang Kim Long đã có thể khai thông được cánh cổng giáp danh giữa Thành Đô và Phường Tường rồi. Họ đã có thể chiến thắng được anh em bang Tam Quốc ở trong tơ giao đấu này. Lực lượng của Kim Long đang tràn vào từ phía khu vực 6 giờ, rất khó khăn dành cho Biển Gọi và những người đồng minh của mình ở phút tiếp theo. Vâng, cuộc chiến ở 12 giờ này, No Name đã có mặt rồi. No Name không có tên, nhưng No Name đang thể hiện được một sức mạnh vượt trội trong mỗi pha giao tranh và những pha phối hợp nhịp nhàng cùng với đồng minh của mình. Hết tiêu diệt Huỳnh Đệ thì họ tiêu diệt thêm cả những đối tượng đang nhăm nhe tấn công vào từ phía vực cổng 12 giờ này. Vâng, đây rồi, tại phía vực 6 giờ, sau khi anh em bằng Tam Quốc thất thủ thì anh em bằng Lương Sơn đã có mặt để hỗ trợ cùng. Vâng, một pha bọc lót rất tốt từ liên minh của bên Dĩnh Việt Nam. Vâng, Dĩnh Hào Kiệt hôm nay không có quá nhiều phương án tấn công, khi tất cả những mũi tấn công của họ thì đều bị chặn đứng bởi liên minh đến từ Dĩnh Việt Nam. Vâng, đích thân admin tổng trùng quý
anh Sơn Kê hôm nay đã cũng phải xuống ngựa và tập trung chỉ đạo trận đánh này của anh em bằng Dĩnh Hào Kiệt. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa là đủ để giúp cho Dĩnh Hào Kiệt có thể làm lên được kỳ tích ở trong trận đấu này. 25 phút thi đấu đã trôi qua rồi và long trụ của Phượng Tường vẫn đang nằm trong tay của Biển Gọi. 25 phút rồi, tầm khoảng 7 phút nữa, nếu có thể phòng thủ được 10 phút nữa thì Biển Gọi đã có thể chạm tay được vào chiếc ngai vàng rồi. Vâng, cảm ơn tất cả hơn 4.000 người đang ngồi theo dõi livestream của Việt Nam. Chúng ta đang có thi đấu ở trong server test của Quang Minh Đình. Server sẽ được khai mở vào ngày 14 tháng 5 sắp tới đây. Một trong những server hiếm hoi nói không với búp bẩn, chim mồi và tuần đồ. Vâng, tiếp nối thành công của server cổ mộ đài. Server cổ mộ đài chúng ta đã open được 10 tháng và đến bây giờ thì server 2 của chúng ta mới bắt đầu xuất hiện, là server Quang Minh Đình. Vâng, đây rồi. Thêm một cuộc đụng độ nữa của Kim Long và Ma Giáo. Vâng, đây nữa rồi. Đây là cuộc đụng độ của Lương Sơn và anh em Bằng Thích. Không hiểu vì sao thì họ đang đánh nhau. Ngày hôm qua thì vẫn còn là đồng minh thôi, nhưng hôm nay đã quay sang giao chiến với nhau rồi. Vậy là không có tình anh em mãi mãi, chỉ có lợi ích là muôn thuở mà thôi. Vâng, vậy là anh em Bằng Lương Sơn đã thất thủ dưới sự tinh nhuệ đến từ anh em Bằng Thích rồi. Vâng, cuộc chiến vòng ngoài này cả Bạch Long và Phục Cưng cũng đã tham chiến rồi. Gần như toàn bộ đại quân của Dĩnh Hào Kiệt đã có mặt để tấn công vào Phượng Tường này. Họ sẽ sống mái với Dĩnh Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, 13 bang hội của chúng ta đang giao tranh ở trong tất cả các địa điểm của trận công thành này, cả phía bên trong này nữa. Bên trong này thì Biển Gọi và Ma Giáo đang đón tiếp em Bằng Thích. Không, Biển Gọi và Thích và Ma Giáo đang đón tiếp những đối thủ khác. Vâng, họ đang tạo những hàng phòng thủ nhiều lớp ở phía bên trong này, bởi vì sắp tới đây sẽ là những phút giây không thể ăn ngon ngủ yên được. Cuộc chiến ở vòng ngoài này, sau khi Phục Hưng đã có mặt thì Tam Quốc rất khó để có thể giữ vững được. Vâng, cảm ơn tất cả em đồng theo dõi live stream của Dĩnh Việt Nam, cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, Tam Quốc vẫn đang tỏ ra vô cùng là vững chãi sau cái pha tấn công. Hết Kim Long, bây giờ cả Phục Hưng vẫn chưa thể nào có thể đánh bại được anh em Bằng Tam Quốc tại phía khu vực 6 giờ giáp danh giữa Phượng Tường và Thành Đô như thế này. Vâng, cảm ơn tất cả hơn 5.000 anh em đang ngồi theo dõi live stream Dĩnh Việt Nam, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta đang đến với một trận đánh có thể nói là kỷ lục, một trận đánh siêu kinh điển khi có tới 13 tam bang hội lừng lẫy tham gia vào trong trận công thành chiến ngày hôm nay. Trận công thành chiến liên server giải quyết định sứ quân được tạo ra bởi Dĩnh Việt Nam. Em thấy được rằng anh em Bạc Phục Hưng đã có mặt tại phía vực 6 giờ của chiến trường Phượng Tường, nhưng họ đang vướng phải những sự kháng cự đến nhà Bằng Ma Giáo. Chỉ có điều trong trận đấu này, lực lượng của Ma Giáo đang có phần mỏng manh hơn. Và ở một diễn biến khác, ngay cách đó vài bước chân thôi thì Kim Long đang cố gắng khai thủng hàng phòng ngự của Biển Gọi ở 3 giờ. Vâng, cảm ơn tất cả em đồng thời là livestream của Dĩnh Việt Nam. Vâng, vậy livestream của chúng ta bây giờ đã nhảy lên hơn 5.000 người theo dõi rồi. Tuyệt vời ông mặt trời anh em ơi. Sức nóng không chỉ ở trong cuộc công thành chiến này mà cả ở khán đài nữa. Vâng, Thiên Đế và Huynh và Kim Long đã có thể thâm nhập được vào phía khu vực sát với long trụ của Phượng Tường rồi, nhưng họ sẽ còn phải đối mặt với Thích và Ma Giáo nữa. Vâng, cảm ơn tất cả em đồng thời gói livestream của Việt Nam. Một lần nữa thì Ma Giáo và Thích đưa anh em Bằng Kim Long vào trong thế gọng kim, và Kim Long đã phải chờ về nơi an nghỉ cuối cùng rồi, nhưng vẫn còn đằng sau đó là Thiên Đế. Nhưng một mình Thiên Đế thì không thể nào có thể tấn công được anh em Bằng Thích được. Thích vẫn tỏ ra vô cùng thiện chiến dưới sự chỉ huy của Lâm Ba Tẩu. Vâng, Thiên Đế và anh em Bằng Thích đang giao tranh ở nơi đây. Và tại phía khu vực 12 giờ của Phượng Tường, Lương Sơn cũng đã có mặt rồi. Trong khi đó thì Sơn Luân đang tấn công vào từ hướng khu vực 6 giờ. Vâng, mảnh đất của Phượng Tường bây giờ đã vỡ toạc ra bởi những làn mưa bom khói đạn rồi. Một trận chiến được nói là siêu kinh điển, thành bại sẽ bại Phượng Tường này. Vâng, thành bại sẽ tại Phượng Tường. Huynh đệ cũng có mặt rồi. 13 bang hội của chúng ta đều có mặt ở trong trận công thành chiến, và hiện tại họ đang có mặt tại đất Phượng Tường. Vâng, cảm ơn tất cả hơn 5.000 anh em đang ngồi theo dõi livestream của Việt Nam. Cuộc giao tranh của Nâu Đêm
Nâu Đêm đang phòng thủ để không cho huynh đệ có thể tiến vào, quá khó khăn dành cho những ba người khác. Thành Phượng Tường này vẫn đang được sự bảo bọc vô cùng vững chãi đến từ anh em bằng ma giáo Nâu Đêm, Thích và cả Lương Sơn nữa. Vâng, những mũi tấn công liên tiếp từ Phục Hưng, Bạch Long, Kim Long, huynh đệ, vâng, đều không thể khoan thủng được những hàng phòng thủ nhiều lớp như thế này. Một trong những chiến thoán vô cùng hợp lý của liên minh anh em đến từ biển gọi và Nâu Đêm. Vâng, thêm một lần nữa, Nâu Đêm đã để lại cho chúng ta một cái tên sẽ không bao giờ đi vào di vãng. Họ đã có mặt ở trong trận công thành chiến siêu kinh điển này và có những tường đánh vô cùng áp đảo và thành công. Vâng, họ đã đẩy lùi huynh đệ và Kim Long ra tất điểm giáp danh giữa Phượng Tường và Biển Kinh rồi. Vâng, cuộc chiến ở vòng ngoài, vòng ngoài cũng vô cùng sôi động và vòng trong thì cũng không kém một chút nào anh em ơi. Ở vòng trong thì Phục Hưng đã có thể chen chân được vào sát Long Trụ rồi, nhưng bây giờ Thích cũng đã có mặt kịp thời. Bây giờ thì sẽ ra bên ngoài anh em ơi. Một cuộc đại chiến và tàn sát đang được nổ ra tại điểm giáp danh giữa Phượng Tường và Biển Kinh. Anh em có thể thấy được rằng khung hình của chúng ta đang nổ nát lên bởi những luồng mưa bom bão đạn đang được xả ra từ 13 băng hội. Vâng, một cuộc loạn chiến tại phía khu vực 12 giờ của Phượng Tường. Một trận đánh có thể nói là mãn nhãn đi vào tiềm thức của anh em chưa bao giờ. 17 năm rồi, hôm nay chúng ta có thể thấy được một trận công thành chiến nó lại sôi động như thế này. Loạn chưa anh em? Anh em đã thấy đã mắt chưa? Anh em đã thấy sôi động chưa? Vậy thì tiếc gì mà không tả những cái tim, những cái like để ủng hộ cho Dĩ Việt Nam, cho live stream này và cho 13 băng hội đang tham gia thi đấu. Vâng, ở phía khu vực vòng trong này, anh em bằng áo như từ dưới đất chui lên. Họ đã có thể đẩy lùi được Biển Gọi rồi. Biển Gọi bây giờ thì còn rất mỏng manh thôi. Liệu rằng liên minh của Biển Gọi có quay lại kịp thời hay không? Long Trụ của Phượng Tường bây giờ đang là hệ thủy. Vàng áo đang đứng rất gần với Long Trụ đó. Vâng, đây rồi, ma giáo đã có mặt rồi. Vâng, khi anh em bằng áo chuẩn bị cướp đi những gì mà liên minh của ma giáo Nâu Đêm và Biển Gọi có được thì ma giáo đã có mặt kịp thời và cả Thích nữa. Bây giờ ngáo như một miếng chả để cho hai lát bánh mì, Thích và ma giáo kẹp vào giữa. Chỉ còn tầm khoảng 3 phút nữa thôi thì Long Trụ này sẽ bất tử. Và một lần nữa sự quay trở lại của ma giáo và Thích đã cứu rỗi được Biển Gọi từ cõi chết trở về. Và anh em có thể thấy được rằng cuộc chiến ở vòng ngoài này vẫn chưa dừng lại. Anh em bằng Kim Long đang tạo chốt chặn để có thể cho liên minh của mình mở đường máu tiến vào từ hướng khu vực giáp danh giữa Phượng Tường và Biển Kinh. Vâng, những cái tên của Nâu Đêm đang nằm lại rất nhiều rồi, và cả Lương Sơn nữa. Trong khi đó thì quay trở vào phía bên trong của Long Trụ Phượng Tường, huynh đệ đang áp sát rất gần rồi. Thích có kịp quay trở lại để đẩy lùi anh em bằng huynh đệ hay không? Quá khó khăn cho tính toán các bằng hội ngày hôm nay. Vâng, ma giáo một lần nữa thì ma giáo lại lên tiếng rồi. Nhưng đằng sau ma giáo sẽ còn cả thiên đế nữa. Vâng, xa luân chiến, 13 băng hội đang hòa cùng một nhịp với nhau ở trong trận chiến của Thành Phượng Tường. Thành Phượng Tường bây giờ vẫn chưa thể nào bẻ gãy được. Liên tiếp là những phút sóng gió đã trôi qua. Anh em bằng Biển Gọi và đồng minh của họ bây giờ đang phải đóng bìm và phải dùng máy trợ tim, cũng giống như là máy thở, bởi vì họ đang phải chịu những áp lực liên tiếp đến từ thế lực thù địch. Liên minh của Kim Long, Phục Hưng, Thiên Đế, Bạch Long vẫn đang tấn công vào. Hiện tại thì đang là cuộc giao tranh của ma giáo và Phục Hưng tại phía khu vực 9 giờ đây. Vâng, 17 năm rồi, đến bây giờ chúng ta mới thấy được một trận công thành chiến nó đến mãn nhãn như thế này anh em ạ. Có lẽ sau trận công thành chiến này thì Dĩ Việt Nam sẽ có thể khẳng định anh em thấy được rằng là một sân chơi đáng giá nhất cho toàn bộ anh em. Và sắp tới đây, ngày 14 tháng 5 thì server Quang Minh Đỉnh của chúng ta sẽ được open. Một trong những server đồ xanh, nói không với bẩn chim mồi và tuần đồ. Vâng, bay rồi, Nâu Đêm đã có mặt kịp thời để tấn công Kim Long từ phía sau. Kim Long đang đứng rất gần với việc có thể cưa đồ được Long Trụ. Nhưng Nâu Đêm đang lấy đi những gì mà họ đang muốn có được. Vâng, cảm ơn tất cả em của theo dõi live trên Việt Nam. 13 băng hội đang có mặt tại Phượng Tường này. Mục tiêu sẽ là phòng thủ bất tử được Phượng Tường. Vâng, Lương Sơn hôm nay đã quay mặt lại cùng với Biển Gọi rồi. Lương Sơn đang tấn công vào Long Trụ của Biển Gọi. Vâng, một pha quay xe đến từ Dịch Hào Kiệt.
kèm bằng Lương Sơn. Ngày hôm qua thì vẫn còn chén chú chén anh cùng với Biển Gọi, nhưng hôm nay họ đã quay mặt và ngoảnh mặt làm kẻ thù rồi. Lương Sơn đang tấn công vào lòng chủ của Biển Gọi ở phía vực 6 giờ này. Chỉ còn tầm khoảng 2 phút nữa thôi thì lòng chủ này sẽ bất tử. Liên minh của Biển Gọi đâu mà chưa có mặt, liệu có kịp hay không? Kịp hay không? Vâng, cả Phục Cưng có mặt rồi, Tam Quốc cũng có mặt rồi anh em ơi. Một cuộc loạn chiến đã được xảy ra ngay sát lòng chủ này. Chỉ còn tầm khoảng 30 giây thôi, lòng chủ sẽ bất tử. Và cuộc giao tranh của chúng ta đang được diễn ra, em thấy được rằng loạn chiến ở phường tường rồi. Vâng, ở phường tường đang là loạn chiến rồi. Bây giờ còn không biết bang nào đánh bang nào nữa. Vâng, bang nào đang đánh bang nào đây? Kỷ lục đã được xô đổ ở trong toàn bộ cõi Võ Lâm, khi có tới 13 bang đang có mặt tại trung tâm của phường tường lúc này. Hiện tại thì nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Biển Gọi. Liên tiếp là những pha tấn công từ thế lực thù địch, nhưng liên minh của Biển Gọi vẫn đang quá xuất sắc thì có thể phòng thủ được nó. Liệu họ có thể bất tử và thành công được hay không, khi Kim Long và Hình Đệ đang áp sát rất gần từ lúc 12 giờ này. Nâu đêm vẫn đang chiến đấu không ngừng và không biết mệt mỏi anh em ạ. Lòng chủ đã đỏ máu rồi. Lòng chủ đã đỏ máu rồi, có kịp hay không em ơi? Chỉ còn những nhịp đam cuối cùng nữa thôi. 13 bang hội đang có mặt tại trung tâm của Long Chủ Phượng Tường rồi. Long Chủ đã bắt đầu chuẩn bị trắng máu rồi.